cái điện thoại của tao, mày lấy của tao là để hả liên hệ với mấy người này đúng không? Mấy cậu đi ra khỏi nhà tôi nhanh lên đi. Còn mày, mày muốn chia tay bước ra khỏi nhà tao thì mày đi, đi liền. Tao không có nói gì hết trơn á. À, chị, em xin phép chị đó là em quay với camera lại. Thì trước giờ chị coi clip em ở trên mạng như thế nào thì em y chang như vậy, em bị em che mắt chị. Em muốn truyền tải cái nội dung tới cho mọi người để mọi người né ra những cái trường hợp như này á, chứ không phải là em quay lên để bôi nhỏ gì nhá chị nhá. Em xin phép em quay lại luôn. Thì cái chuyện chị như thế nào á, bây giờ chị kể đi cho em nghe với là mọi người cũng nghe luôn. Vợ chồng em đang sống với mẹ chồng cũng được 2 năm rồi, và em cũng có một bé, bé cũng gần 1 tuổi rồi. Thì hôm trước á, mẹ nói chung là trước đây á, thì vợ chồng em có sắm cho mẹ một cái điện thoại khoảng 2 triệu, thì không biết mẹ để đâu mà hôm trước mẹ đổi thừa là mất, và mẹ đang nghi ngờ là do em lấy á, mà thật sự là em không có lấy. Điện thoại đó anh mua. Dạ, vợ chồng em mua để biếu mẹ. À, mẹ, vợ chồng mua tặng cho mẹ, nhưng bây giờ mất điện thoại thì mẹ nói em lấy. Dạ, đúng rồi. À, rồi sao nữa? Thì chồng em thường xuyên đi làm, cũng không có nhà nên cũng không có biết cái sự việc này. Mà em có giải thích mà mẹ không có tin, mẹ cứ nghĩ là do em lấy điện thoại để mà nhắn tin. Là chồng em chưa biết? Dạ. Rồi nói em lấy điện thoại nhắn tin cho người này người kia, đúng không? Dạ, đúng rồi. Mà em có điện thoại không? Dạ có, em có điện thoại riêng. Mà mẹ vẫn nói em lấy điện thoại của mẹ để nhắn tin. Dạ. À, rồi sao mà rồi? Thì em cũng có giải thích nhưng mẹ không tin. Mẹ nghĩ là do em chưa có đi làm á, rồi chắc mẹ nghĩ do em ở nhà vừa không có tiền hoặc vừa rảnh rỗi, nên cứ nghĩ là một là em lấy điện thoại em nhắn tin với trai á, còn không thì em lấy điện thoại để em bán em lấy tiền. Mẹ không có tin là em không lấy. À, là do dịch này kia, xong rồi bây giờ em ở nhà từ vừa giờ đúng không? Dạ vâng, em ở nhà em lo cho con. Rồi bây giờ em muốn anh giải quyết sao? Qua mới giúp mẹ em hả? Dạ thì em cũng biết sao nữa, em giải thích hoài, nói chuyện hoài mà mẹ không có nghe. Nên em kiểu cũng tốn quá nên mới tìm tới mọi người để nhờ mọi người giúp. Anh nói em nghe này, cái chuyện đó rất là khó. Bây giờ là em với mẹ em là mẹ chồng, nhưng mà em ở lâu rồi. Bây giờ trong nhà có 3-4 người thôi mà mẹ em không tin em, anh là một người ngoài. Anh rất khó để mà tin em được, tại vì bây giờ sao anh tin em thì khác gì làm sao tin được. Bây giờ ra ngoài đường gặp một người cái nói cái tin liền, sao tin được, hiểu không? Anh ơi, em nói thiệt với anh là em không có lấy cái điện thoại đó. Chị cứ ngồi lên nào rồi chị nói chuyện bình thường. Dạ, chị cứ nói chuyện bình thường là sao? Thật sự là em không có lấy, tại vì điện thoại đó cũng là có tiền của em chồng góp vào để mà mua tặng mẹ, rồi giờ em lấy lại để làm cái gì hả anh? Cho nên là em thật sự không có lấy. Anh biết vậy nhưng mà em khó để tin được chị á, tại vì bây giờ mẹ chồng không tin gì, sao em tin gì được? Thì bởi em cũng biết vậy nên em mới tìm tới mọi người để nhờ mọi người giúp đỡ, để nhờ mọi người giải thích cho mẹ hiểu dần. Chứ em xưa giờ là cũng người đàng hoàng tử tế, đâu có vì cái điện thoại có hơn 1 triệu đó mà ăn cắp làm gì hả anh? Nhưng mà trong nhà thì bà bây giờ là ở mấy người? À, hiện tại có em, mẹ và chồng em thôi. Ba người mất điện thoại giờ. Sao mất điện thoại, ba người mà mất điện thoại? Là điện thoại đó cũng công lao em đi làm, em góp tiền, em gom góp phụ với chồng em mua. Cho nên là em đâu có lấy làm gì, mà em cũng có điện thoại riêng của mình nữa. Nhưng mà nói gì nè, em khó. Bây giờ trong nhà có 3-4 người thôi mà không tin nhau, làm sao em ngồi em tin gì được? Nó khó cho vấn đề đó cho em, hiểu không? Mà có khi bà để quên đâu, không nhớ. Thực sự là em thề với mọi người, em không có lấy cái điện thoại đó, cho nên em mới cầu xin mọi người giúp đỡ giùm em. Chị cứ ngồi lên, chị ngồi lên. Em biết là vậy nhưng mà chị chắc là chị không lấy không? Em thề em mà lấy cái điện thoại thì chứ cho em ra đường xe cán em thôi chết. Thôi được rồi, mình không có thề thốt cái chuyện đó, hiểu không? Mà vấn đề này là chồng chị chưa biết luôn đúng không? Dạ. Bây giờ nó hơi khó nhỉ? À, để em coi. Bây giờ mẹ chồng chị có ở nhà không? Dạ có. Có đúng không? Mẹ chồng chị ở nhà không đi đâu hả? Dạ không. Chủ yếu là nhờ vào lúc trước khi em chưa có thai bé và em chưa có con thì vợ chồng em đi làm và chu cấp cho mẹ. Mà sao hay lắm, mình nuôi mẹ, mình mua điện thoại cho mẹ mà bà có thể đổ mình lấy điện thoại của bà. Nó lấy điện thoại bà thôi, mua tặng bà chi trời. Thì chị có đi kiếm quanh nhà quay cái điện thoại có không? Dạ, cũng có tìm kiếm để cho mẹ tin đó nhưng mà không có thấy. Cái câu chuyện này cũng hơi vô lý thiệt. Điện thoại, có cái điện thoại mà 3-4 người mất điện thoại trời. Nhà có cửa sổ cái đồ gì không? Bây giờ Sài Gòn sống mấy đứa nó càng nhiều, không biết nhiều lắm. Mà trong nhà chỉ mất một điện thoại thôi, không mất gì hết. Dạ, mất có cái điện thoại thôi. Đúng điện thoại một. Cùng lạ.
thôi nha. Như này này, bây giờ em có cái điện thoại, có cái điện thoại không xài tới đây rồi, vì em có nhiều điện thoại lắm, có hai điện thoại, nhưng mà bây giờ hai ba điện thoại không xài hết được. Điện thoại này, điện thoại bữa giờ em bỏ nó cũng hết pin rồi, không xài tới, nhưng mà tí nữa về chị mua cũng xài iPhone đưa cho mẹ xài luôn ha. Nhưng mà cái này nói chung là nói mà mang tiếng cho không ấy, thì em tặng chị, tặng là cho mẹ. Ví dụ như sau này chị có đi làm mà có tiền thì gửi lại em sau cũng được, còn không thì không sao ha. Cái chuyện này không phải em cho chị điện thoại để thương hại hay là em tin chị, em bản thân ba mẹ chị chưa tin chị thì em cũng không thể nào tin được 100%. Nhưng mà bây giờ em nói chung là không xài tới mà nghe nó cũng ấy quá, nói là chị thì thuốc này kia cũng ghê quá, thì bây giờ em coi như là em tặng, tại vì điện thoại em không xài tới ha. Nhưng mà em tặng cho chị rồi, chị đưa cho mẹ chị xài, có vấn đề gì đó hoặc là sau này kiếm ra điện thoại ấy, thì gửi lại em điện thoại này cũng được ha. Bây giờ hoặc là sau này mình làm đi làm kiếm tiền, có tiền thì mình gửi lại cho em không sao nha. Bây giờ mình bây giờ không cần cảm ơn đâu, em nói rồi, em không mang ơn gì hết, không ơn gì ở đây. Nhưng mà bây giờ thế này, chị đưa em về nhà, em nói chuyện với cô cho nó rõ ràng. Nếu mà cô vẫn, em thấy tính cô như thế nào, nếu mà cô vẫn kiểu quá lên thì em sẽ giải quyết nói chuyện giúp chị để làm sao cho mẹ chị hiểu hơn ha. Ai đâu có điện thoại triệu hai mà anh trộn trời, bây giờ bán chắc được mấy trăm ngàn quá. Chồng nó giờ là về á thì lấy điện thoại đó tặng lại cho cô. Còn chồng nó sau cái tặng điện thoại là mình dẫn sao để cho hai mẹ con nó vui tụng, chứ nếu mà sống chung là có vui tụng. Chắc là lạc đâu đó thôi, hoặc là kiếm bạn, hoặc là bà kiếm lý do gì đó. Nhà lúc đi chơi đi đồ á, bất ngờ trời rất là mất. Có nữa. Cũng đôi khi bị rớt rồi mà sợ ấy rồi, chắc cũng người già mà. Thôi về. Chị ơi. Cứ đi em ấy. Đi qua đó luôn nha chị nha. Ừ. À, đi luôn. Dạ, anh chạy tới phía trước một đoạn là tới. Mà sao ta, chị bây giờ có chồng chị ở nhà không hay có mẹ thôi? Dạ có mẹ thôi, chứ chồng em giờ này chưa có đi làm về. Nhưng mà mình giấu chồng luôn nhá, không có để chồng biết luôn nhá. Bất công vấn đề này nói ra thì bây giờ chồng, nếu mà anh mang cương vị người chồng thì bên mẹ không được, bên vợ mẹ không xong, hiểu không? Bên mẹ không được, bên vợ không xong. Thì mình nên giấu chồng luôn, còn vấn đề mà mất cái điện thoại của triệu hai nó không lớn đâu, làm gì lớn, mình ở Sài Gòn mà giống như ở quê ấy rồi, cái điều gọi triệu hai mà làm sùm lên. Trái phải, trái phải. Dạ trái. Ok. Đi đâu rẻ đâu chị? Rồi, tới rồi đó. Ok ok. Đây đúng không chị? Con cũng cà phê ngoài quán á, thì nói về cái vụ mà cô bảo mất điện thoại, nhưng mà con nghe nói là đâu đó cái điện thoại có triệu hai à, mà mất mà cô bảo là bé lấy, nên bé ra nhờ con á. Cái chuyện mà mất đồ mất đạt là chuyện của gia đình của tôi, không có liên quan gì tới mấy chú mà mày ra quán mày nói chuyện gia đình cho người ta nghe làm gì, rồi người ta tới đây làm cái gì? Con lấy bé ơi, mày không lấy gì cho bây giờ nhà có ba người mà, tự nhiên bây giờ cái điện thoại nó mọc cánh nó bay đi lên đi đâu? Cô... mày lấy mày điện thoại mày liên hệ với trai đúng không? Cô có bình tĩnh, cô phải nghe nó đã. Cô phải hiểu này, nhà mình đã biết là trong nhà có ba người thôi, nhưng mà nhiều lúc trộm nó vô sao mình biết được, cô hiểu không? Trời đất ơi, chợ nó vô nhà tôi hả, tiền của quá trời luôn, nó vô sao nó mà không ăn cắp vàng vòng gì đi, nó lấy cái điện thoại, nó lấy điện thoại của tôi để nó liên hệ với trai tôi, nghi lắm rồi, nghi mấy bữa nay rồi, nó lạ lắm. Sao cô không nhớ kỹ, có để quên đâu chứ tự nhiên là... Trời đất ơi, tôi còn minh mẫn lắm.
Cô không, cô nhiều lúc rồi con trai mình sao, bây giờ cô dâu á, con nghe bé kể như thế này nè, là ở đây thì cũng là chồng đi làm công nhân, rồi bé nó ở nhà mới sinh con xong đúng không? Thì bây giờ hai vợ chồng nó làm đây nó lo cho cô, không cô cũng đâu đi làm gì đâu, bây giờ điện thoại đó cũng là vợ chồng nó mua cho cô, thì ai lại đi mua cho cô xong là lấy đi mà bán tiêu thì lấy gì? Bây giờ cô cứ đổ tôi cho tài cho chị tội chị không? Thì nó mua cho tôi thì đó là nó hả muốn gọi hả điện thoại liên lạc hà lạc với tôi, là bây giờ nó hả muốn lấy điện thoại để mà nó gọi cho ai đó, tôi ra làm sao mà tôi biết được. Bé mà có điện thoại mà có thể gọi được thì sao, lấy điện thoại cô làm gì? Số lạ để tôi không biết, nó điện thoại để nó lạ tôi không biết, không ai biết, không ai phát hiện ra cái chuyện xấu xa của nó. Cô bình tĩnh, cô suy nghĩ lại đi, chứ thật ra đây là cô cũng chỉ là đoán thôi đúng không, chứ đâu có thấy là thảo định đâu. Bất công á, nếu con cái đang lo mình già cả rồi đúng không, nó lo nó nuôi mình ăn nuôi mình ở đây, nó chăm sóc cho mình chỉ có là việc ở trong nhà mình tận hưởng tuổi già thôi. Bây giờ mất có cái điện thoại mà 4.2 triệu mà con mất vậy, con nói cô này con thì không giàu có gì hết, nhưng mà con có cái điện thoại này đó, rồi con cùng điện thôi thì bé nó ra nó quỳ nó xin con này kia, đây là cái điện thoại của con, cô dư con không xài tới thì con tặng cho cô xài, cô đừng có sợ gì mất cái điện thoại hết á, có hiểu không? Bây giờ cô cứ đổ tài cho bé giờ tội cho nó, chứ nó có điện thoại có 1.2 triệu chứ đâu có nhiều đâu cô. Cô suy nghĩ thử coi, nếu mà chị lấy rồi sao giờ chị dám nhờ tụi con tới đây. Con biết ra hồi nãy ra quá quỳ khóc, quỳ năn nỉ thề thốt luôn. Con mới tin, chứ còn bây giờ con nói cô này, trong nhà cô có 3 người, con dâu cô không tin, làm sao con tin được. Nhưng mà con thấy cái biểu hiện là quỳ với xin khóc này kia là con thấy là à người này có tâm thật. Với lại con cũng không quan trọng, bây giờ con tặng cho cô, sau này bé nó làm đi làm đi, nó sinh con xong rồi sau này con lớn đi thì làm xong, có tiền gửi lại con, không có tiền không gửi không sao. Con nhà tôi đâu có thiếu tiền để mua điện thoại, nhưng mà tôi ghét cái thứ ăn cắp ăn trộm, nhà tôi không có ăn cắp ăn trộm từ xưa tới giờ. Cô cứ mình cầm mình xài đi cô, không sao cả. Có cái này coi như con biếu cô, con tặng cô. Cái mức điện thoại có 1.2 triệu nó không nhiều hết á, cái này của con nhiều tiền hơn, cô cứ xài cái này xài sướng hơn nhiều, chụp ảnh kia đẹp hơn nhiều. Cô cứ cầm cô xài thôi không sao cả. Con không lấy tiền hay là lấy bạc không tính công gì hết á, nhưng mà cô cứ cầm cô xài thôi. Cô yên tâm, nó xài tốt, nó ok hết á. Có cho gì, còn bây giờ ví dụ như này, cô nói cô, con dâu mình bây giờ cô già rồi, ví dụ như 5 năm, 10 năm nữa, rồi ai nuôi cô? Có con dâu nó còn lo mình đổ với nó vậy rồi. Nó không có, thà mà mình bây giờ cô nói đi trai gái đúng không? Cô bắt được bằng tay, cô dây thằng mặt á, cô làm gì cũng được hết, cô đuổi nó ra khỏi nhà cũng được nữa. Bây giờ nó lo cho mình mà mình vậy sao được? Nha. À. Thì tôi thấy chú đưa thì tôi dạ, lấy nha, dạ, chứ tôi dạ, không có xin xỏ. Dạ, không sao, cô cứ cầm cô xài bình thường, cô xài con không ấy. Dạ, cô yên tâm. Thì bây giờ ví dụ như là cái chuyện trước giờ hai mẹ con với nhau á, thì bây giờ mình hòa giải đi, mình coi như bỏ qua đi cái mức điện thoại nó không nhiều hết, có 1.2 triệu mà cô, đúng không cô? Bây giờ thì có giờ đi, con xin phép là cô với chị với cô con về luôn. Có gì sau này không ấy, lâu lâu con qua chơi với cô với chị nhá. Mốt dạ. Qua chơi nha. Dạ, cô khô áo buồn đấy đó, nhưng mà cũng mong là sau cái chuyện này thì hai mẹ con thì cố gắng hàng gắn lại cho nó hàng gắn lại ha. Đừng có cái gì nữa. Đâu gây gỗ xíu thôi, cái gì đâu mày làm gì mày ra khóc lóc chi vậy. Dạ, dạ thôi chị mở cửa cho tụi em về luôn nha. Dạ, cô khô áo buồn tiếp đi nha. Có gì lâu lâu con ghé qua chơi. Cảm ơn mấy chú nha. Dạ. Rồi, cảm ơn mấy chú. Dạ. Đi, dạ. Đây là nước hoa Agawan thuộc công ty của Dũng từ đầu tư và mở ra. Tinh dầu Dũng nhập từ châu Âu và sản xuất tại Việt Nam nên giá thành nó rất là rẻ, có 370.000 một lọ nước hoa này thôi. Mọi người mua ủng hộ Dũng để Dũng đang gây quỹ từ thiện lấy 20% từ lợi nhuận nước hoa để làm từ thiện. Sẽ làm clip nhiều clip từ thiện cho mọi người cùng xem và mọi người mua ủng hộ Dũng nha, có 370.000 thôi. Dầu thơm rất là thơm, xịn sò, tinh dầu của Pháp. Ok.